Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và tổ công tác triển khai đề án số 06 của Chính phủ, đánh giá kết quả năm 2022 và đề ra nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Cùng dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án số 06, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, thành viên Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, biểu dương những nỗ lực, sự quyết tâm rất cao của chính phủ, các bộ ngành và địa phương, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, nhất là đề án số 06. Nhấn mạnh chuyển đổi số nói chung, trong đó có đề án số 06 là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban các bộ ngành địa phương và tổ chức triển khai thực hiện, nhấn mạnh vào chủ đề năm quốc gia về dữ liệu số. Trong đó, việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, cần triển khai toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, làm đâu chắc đó, tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiểm tra đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những cá nhân, đơn vị chậm trễ, không theo đúng kế hoạch. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành trong các bộ ngành địa phương. Đẩy mạnh việc chia sẻ các thông tin dữ liệu về kinh tế xã hội từ các bộ ngành trung ương đến địa phương nhằm sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách. Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu động lực nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn, thực chất và hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp, không phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2023, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia rất nặng nề, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả,